thành thật cảm ơn quý vị đồng nghiệp. Xin chào quý ông, quý bà học trò của tôi. Kính thưa tất cả quý vị, trường phát thanh giảng của chúng ta chỉ hoạt động trong 20 năm, nhưng đã đào tạo cho đời rất nhiều tài năng. Năm 1975, miền Nam của chúng ta mất, trường không còn, nhưng tinh thần phát thanh giảng vẫn mãi mãi nở hoa. Tôi biết chắc, trong hội trường này, mọi nơi trên thế giới, những người em mà tôi có cơ hội hướng dẫn 30 năm, 40 năm trước, bây giờ đã trở thành thầy của tôi trên rất nhiều phương diện. Đó là niềm hãnh diện của tôi, niềm hãnh diện của quý thầy cô và niềm hãnh diện chung cho ngôi trường thân yêu của chúng ta. Tôi rất là hạnh phúc vì sau một thời gian dài, cái tình cảm của các em dành cho tôi, dành cho quý thầy cô vẫn tràn đầy, vẫn trọn vẹn. Xin mời chị Ái Cập tặng hoa cho anh Bình. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu. Anh có vài lời đối với anh chị em. Em ta can do so. Hỏi là hỏi hoa thì thấy hiền. À, 40 năm, mấy chị trẻ lắm, khoảng 20 à. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn chị. Chưa. Em về vì trường tan. Em tan trường về trường tan. Em về mưa em cũng về, không mưa em cũng về. Em về vì trường tan.